Sao nhóc? Sao anh ở đây vậy ạ? Thì như hôm trước nhóc bảo đấy. Em bảo cái gì ạ? Đi ra đường chơi gái. Hôm đấy em nói linh tinh ấy mà. Sao anh thủ dai thế? Xong rồi chị xuống chị đưa đi ăn sáng nhá. Thế á? Ok. Đợi một tí. Em đợi ở đây nhá. Ừ. Dậy không thấy đâu, hóa ra là mình chạy à? Nè, anh bỏ tính xấu nhá. Đêm hôm ngủ cóc cóc ôm ôm người ta. Không biết thằng nào xấu hơn. Hôm trước mày ngủ ở mơ, mày sợ lắm gì anh? Chạy ít thôi, không nó lại tóp hết má em ạ. Anh về nào. Mầm gì đấy? Chị! Có gì đâu. Mà em bảo, sao? Em mới phát hiện ra một điều cực kỳ hay. Đúng là trên đời này á, có những người cả gái cả trai đều hái chị ạ. Em nói gì đấy? Chị chả hiểu gì cả. Không có gì đâu. Đi ăn chị đi. Đi ăn đi. Cho món gì ngon ngon một tí nhỏ. Ở bên nóng luôn. Nhớ, ăn món gì?